Tôn. À ở Chi Tôn. Chi Tôn An Giang. À chị, nếu mà chị là người dân tộc Khmer là đương nhiên chị phải là tin tưởng 100% về Đức Phật Trùm. Dạ, 100% ông Phật Trùm. Dạ. Dạ. Vậy đó ha. Dạ. Rồi chị mỗi lần gặp khó có cầu nguyện ngày không? Dạ có, em cầu nguyện ở mỗi ngày ở đây đó. Thì hồi trước khi nhà đình em còn nghèo lắm. Dạ. Trong nhà đình em á, hai vợ chồng em bằng ăn là không có gì hết trơn á, bắt tay xin nhau lại bằng ăn là em mới em rồi em được là vô đất đây là rồi đó. Dạ. Là chứ em cầu nguyện ra thấy bà con đi giếng á, lên cầu nguyện xin gì đó. Dạ. Chứ em đây là em thắp nhang em xin, nói ông bà ơi ở đây nếu mà ông thật chụm với ông viên đá xuống đời đó. Dạ. Nếu mà ông ở đây linh thiệt, ông phải cho em bằng ăn giàu khá với người ta đi, chứ em con khổ quá. Dạ. Chứ giờ giúp cho con bằng ăn giàu khá đi ha, sau này con cùng thì cảm ơn bà đây, chứ em bằng càng ngày càng tốt. Tốt đẹp ha. Dạ. Dạ. Em càng ngày em càng tốt, em càng ngày em càng là em thấy là mình nói ra là mình phe mình không phải phe là chứ em cũng đỡ dữ lắm anh. Đỡ lắm ha. Dạ. Dạ. Cũng từ nhà ngoài chị hiểu được ở đây, chị biết được ở đây, chị về chị chăm sóc ở đây bắt đầu là chị. Dạ em là em làm tốt luôn. Dạ. Chứ măng mùa nắng á, nhầm khi người ta chưa có nữa, em có vài trăm ký rồi. Dạ. Dạ linh thiệt. Em cắt cái miễu này nè, có đoạn vô sinh. Dạ. Cô cắt thiệt đi, rồi cô chừng nào á cô cắt được cái miễu nữa. Dạ. Và cô mặn ăn rất là tốt nữa. Em tin nữa. Bắt đầu từ đâu mà chị nhận ra đây là nơi kỷ niệm của Đức Phật để lại? Bắt đầu từ đâu? Em thì người dân tộc Khmer, như em nhỏ tuổi nữa, em không biết gì hết trơn, chỉ ra là em thở gì thôi, thắp nhang xin ông bà bằng ăn thôi. Nói ông bà ơi, ở đây ông Phật chụm với ông viên đá xuống đời đó. Yeah. Em ở con ở tại đây, xin cho con bằng ăn gạo khá với người ta, giờ con nghèo khổ quá. Con gái gì đó, rồi con bằng càng thấy tốt dữ lắm. Hay ha. Dạ. Thì bên đây từ đó giờ đâu cũng năm 7-8 tới giờ lắm. Dạ. Yeah. Lâu rồi. Kiểu vô thấy, rồi đó chỗ đó đừng vô thì bụi tre không à. Dạ. Đây nó gần gú không. Ừ. Thành ra thấy cô bác già quá đó. Phải lội vô đó nó cũng có cái miễu nhỏ chứ không phải là không có. Dạ. Rồi đó thôi chú dọn cỏ gác sạch sẽ đi cho cô bác vô kia chú làm có phước. Thành ra gắn đông kia mình làm cho nó rộng rãi xíu đó. Dạ. Cho cô bác cho đốt nhang. Còn nếu cô bác ai vô cũng vô thì mình sống là mình đốt nhang đây. Ừ. Rồi mình làm cô bác mình đây. Dạ. Chứ không phải mình làm không để mình kinh doanh buôn bán gì. Đúng như kiểu mình làm để mình cốc nhang nó bắt gì để mình cúng kiến. Nhưng mà là anh có cảm nhận như thế nào, anh có gặp cái điềm gì đó không mà tự nhiên anh làm lên để mà cho bà con vô đốt nhang nha? Cái đó là như kiểu mình nói ông bà ta kêu ta nói dọn ở chỗ này đi, ở đây đông lắm là sạch sẽ cho nó dễ đi chút. Gai gốc quá thì đó nói chung ra thì cũng khó thiệt, dọn đây khoảng chừng có tầm khoảng chừng 2-3 tháng mới hết. Gai hả? Gai đi leo có cây cày đó vậy đó hả? Cây nó cọn lành, cây nhỏ bảnh nó dính lên đó. À. Lá nhỏ giống như lá me đó. Dạ. Đi leo cứng nó chằn luôn, mình nó chặt kéo xuống là ông bà kêu là cho anh dọn đi, ha, dọn cho trẻ đi để vô già kia đập gai quá trời ghê vậy đó. có kêu còn thấy vậy ở trên cho anh biết ở đây là giếng nước Phật Trùm luôn không? Cái giếng thì có kêu không có nói mà nhưng kiểu cho mình dọn dây leo thôi cho sạch sẽ đi đỡ gai góc quá. Rồi khi mà anh dọn rồi anh còn gặp nó không? Dọn thì không, mình có thấy không thấy nữa ha, mình dọn rồi thôi. Nhưng mà cái lúc mà anh dọn đó là gia đình nghèo khổ không? Lúc đó kiểu mình làm kia, lúc đó mình tại trước mình cũng chưa có tin. Dạ. Cũng chưa có, không phải là mình không tin mà kiểu mình chưa cho mình thấy á. Dạ. Thành ra mình cũng không biết, chừng cho thấy mình mới dọn dẹp lại chỗ thôi. Dạ. Rồi từ từ khi mà anh dọn dẹp thì gia đình làm ăn ổn không? Cũng được anh, thuận lợi ha. Như kiểu mình làm thấy ba đầu mình thì mình nghĩ rằng chắc mình nói không có ăn. Dạ. Theo thật sự ý mình đoán á. Dạ. Mà tới vô cuộc mình bán buôn thì bán được, bán lẻ hết lắm. Cũng hay nha. Đầu xấu, đầu tiên thì thấy tốt lắm. Dạ. Yeah. Sau thì cuối cùng nó xấu, mình nói rằng chắc mình nghĩ trong bụng mình thôi. Dạ. Chắc đồ mình bán được, mà nhưng kiểu giá không cao đó, mỗi cuộc cũng đủ bán. Vậy hả? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Châu Phú mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý cô chú anh chị, hôm nay Châu Phú lại được trở về núi Cấm quý vị ơi.
và một cái nơi rất là linh thiêng, rất là màu nhiệm luôn. Thì hôm nay Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành với Châu Phú đi khám phá nơi này. Và kính thưa quý cô chú anh chị, vào những video về những vùng tâm linh bậc nhất ở tại vùng Năm Non Bảy Núi, thì quý vị đừng quên ghé lại núi Cấm quý cô chú anh chị, và có những câu chuyện, có những vị Phật đã tái hiện tại đây và các ngài đã trở về đây. Và đặc biệt một điều, hôm nay Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ đến với chương trình thăm lại giếng nước của Đức Phật Chùm nha quý cô chú anh chị. Thì hiện giờ đó, phía sau lưng của Châu Phú đây là một cái tảng đá rất là lớn luôn quý vị, và được một cái cây giống như là cây mà chở che cho Đức Phật khi mà ngài là tu tập ở bên Ấn Độ đó quý cô chú anh chị. Thì hôm nay lại được tái hiện tại núi Cấm này. Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ đến đây vì là có gia đình của anh chị người dân tộc quý vị khổ quá đó. Thì sau khi mà anh chị đi đến đây và anh chị phát tâm chặt những cái cây mà cây gai quý vị, mà tại sao chặt thì có người báo là kêu chặt cây gai đó dọn cho sạch sẽ đi thì người ta sẽ độ cho gia đình làm ăn con cháu thuận hòa quý vị. Và không ngờ là sau khi mà chặt dọn xong đó quý vị thì lại được ăn trên gia hộ độ, bây giờ là làm ăn rất là thuận lợi. Và tại đây không buôn bán nước nôi, không kinh doanh gì hết, chỉ để cho bà con đến đây cầu nguyện và thỉnh nước để mà uống thôi quý vị đó. Thì câu chuyện như thế nào cho Phú Mẹ quý vị tiếp tục đến với chương trình nha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, chào chú lửa nha. Chào chú Phú nha. Thì thưa chú sao chú biết ở đây là giếng nước Phật Chùm hả chú? Bản thân Úc Lợi thì không biết, và Úc Lợi đi ngày xưa từ hồi nhỏ thì từng theo các vị tiền bối đó, các vị đã lớn tuổi, rồi các vị đó hướng dẫn cho Úc đến đây, rồi mấy chị dẫn kể lại di tích ở đây cho Úc biết. Vậy hả chú? Thì thưa chú, con nghe đồn như thế này nè, ngày xưa nếu mà cái thời mà chiến tranh đó chú, thì lính Mỹ khi mà đi lên đây không có tin tưởng về Phật Pháp đó, thì được các ngài đó chuyển đi xuống, tối ngủ ở đây thì sáng ngủ ở dưới chân núi. Như vậy câu chuyện có thật không hả chú? Thì trước mắt thì Úc cái sự thật thì Úc không có thấy được, nhưng mà Úc nghe được các vị đó, hồi chào đó kể lại là như chị đó mới mệnh danh là gọi là dầu chư thần, mà được bà con cho là dầu chư thần ở là đây nơi tin tưởng nhất. Ở khu này là gọi là dầu chư thần hả chú? Chung quanh đây hết là dầu chư thần, mà lên đây là một màu nhiễm nhất là Đức Phật chọn cái điểm này để đắc đạo tới đây. Vậy hả chú? Ở bên Ấn Độ thì Đức Thích Ca Mâu Ni chọn gốc cây Bồ Đề. Thì Đức ở Việt Nam thì Đức Phật Trùm chọn cây sợp. Mà cây sợp này chú? Là 200 năm tuổi để mà che thân hóng mát cho ngày tu ở đây, đắc đạo tại nơi đây. Vậy thì kính thưa quý cô chú anh chị, hiện giờ là chú Út nhắc tới Đức Phật Trùm quý vị, thì Châu Phú xin chia sẻ với quý vị, nhắc đến tại sao gọi là ngài là Phật Trùm. Thì kính thưa quý cô chú anh chị, cách đây cũng lâu quý vị, trên 100 năm rồi nha quý vị. Thì đã có Đức Phật Thầy Tây An ra đời mở đạo. Sau khi ngài ra đời mở đạo quý vị, thì ngài tên là Đoàn Minh Quyên đó. Thì ngài từ nhỏ là ngài đã bỏ gia đình để mà đi. Thì sau khi mà ngài trở về đó quý vị, thì ngài là biết được những cái sự việc gì sắp tới, và ngài có thể là lấy cái lá cờ hay là những cái mà tàn nhang đó quý vị để vào nước cúng, hoặc là giấy vàng để trị dịch tả cho bà con. Nên từ đó đó thì bà con tôn ngài là Đức Phật Thầy Tây An quý cô chú anh chị. Và tiếp tục ngài độ đời giáo hóa được 7 năm trời quý vị, thì ngài đã viên tịch ngài ẩn đó quý cô chú anh chị. Thì sau khi mà ngài ẩn thì cũng có những cái quyển sách của Đức Phật Thầy Tây An và những cái lời tiên tri cù lao lộn bậy cõi hồng, lộn qua lộn lại đó, cũng tao với mày. Châu Phú không biết có nhớ đúng hay không, thì có gì sơ sót mong quý vị thông cảm. Nhưng mà có cái những cái lời tiên tri hay là khi nào góc ngục đâm chồi, ta dưng sắc lệnh tái hồi trần gian đó. Thì sau này á, ngày lúc trước ngài có một cái cây dầu quý vị, cây dầu rất là to lớn ở chùa Tây An cổ tự, nhưng mà nó chết quý vị. Thì có cái câu đó sau này nè, Đức Thầy ra đời mới đã mở đạo vào năm 1939 đó, thì cái góc ngục đó lại đâm lên cái chòi đó. Thì bởi vì bà con hay nói rằng như thế này là có năm vị đó là lộn tới lộn lui lộn đi lộn lại. Là thứ nhất là Đức Phật Thầy Tây An 7 năm, thứ hai là Đức Phật Chùm cũng được 7 năm,
thứ ba là Đức Bổn Sư cũng được 7 năm, và thứ tư là Sư Giải Bán Khoai cũng được 7 năm, và tiếp tục cái người sau cùng là Đức Thầy, là Đức Quỳnh Giáo Chủ với cô chú anh chị. Thì Châu Phú chỉ sơ lược thôi, tại vì là Châu Phú là cũng nghe quý cô chú anh chị chia sẻ, có gì sơ sót mong quý vị thông cảm quan hỷ. Và nói tiếp là câu chuyện là giếng nước của Đức Phật Chùm quý vị. Thì kính thưa quý cô chú anh chị, ngày xưa ở đây là rất là nhiều dây leo, và dây leo có gai không quý vị, cho nên hai vợ chồng người dân tộc này nè, anh chị đó là nằm ngủ thấy có người kêu đi tới đây là chặt những cái dây leo đó đi, tại vì là ta đi lên đi xuống nó đâm chân, thì chỉ kêu như vậy thôi. Thì hai vợ chồng thấy lạ quá, kêu mấy lần thì cũng đi lên trên đây, thì thấy cây này nè rất là nhiều dây leo gai nhọn quý vị, cho nên hai vợ chồng cố công mà chặt cho sạch sẽ, rồi là lập lên cái ngôi nhà nhỏ nhỏ, cái mái nhỏ nhỏ đó quý vị, để mà cúng ông bà, chứ không có biết là cúng ai quý vị, ta cứ nghĩ là đó là ông bà tổ tiên không à, để cầu xin gia đình làm ăn thuận lợi. Và kính thưa quý cô chú anh chị, khi mà cầu xin rồi đó thì không ngờ gia đình chồng là cái những cái trái cây đó quý vị thất bát, nhưng mà lại được giá quý cô chú anh chị. Đó là hai chồng quá là bất ngờ, cho nên lúc nào cũng tin tưởng. Và bây giờ hai vợ chồng đến đây đó là không có bán buôn gì cả, mà đến đây là chủ yếu là cúng lao quét dọn để cho bà con trở về đây cúng được sạch sẽ và trang nghiêm. Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành đến với giếng nước Phật Chùm đây, phía đây nè quý vị. Và hổm gầy là do là hạn hán kéo dài quý cô chú anh chị, thì cho nên giếng nước đó hôm nay nó hơi đục rồi quý vị ha. Thì mời quý cô chú anh chị sẽ đồng hành đến với video, mình sẽ tìm chị chủ nhà này để mà hỏi thăm giếng nước này linh thiêng như thế nào, và nghe nói bà con đi đến đây để mà thỉnh nước này đi về uống nữa quý vị, thì rất là màu nhiệm. Mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành nha. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, thì đây là bà con tự thấy ở nơi này linh thiêng quý vị, cho nên bà con đã thỉnh về đây là mẹ Diêu Trì Phật Mẫu và mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát và năm mẹ ngũ hành quý vị. Còn ở gia đình này là không có lập nên để mà buôn bán gì cho nghe quý vị. Và chị từ khi mà thấy các mẹ ở đây thì chị tới đây để mà lau quét dọn hàng ngày như thế đó quý vị, chứ không có kinh doanh, không có bán nước nào về uống cho anh Châu Phú về đây khát nước muốn xỉu luôn quý vị ha. Nhưng mà đặc biệt là được các mẹ cùng với các vị độ cho làm ăn gia đình phát triển và con cháu thuận hòa quý vị, cho nên hôm nay Châu Phú quay gửi đến quý cô chú anh chị nơi giếng nước Phật Chùm nha quý vị. Và đặc biệt là có cây cổ thụ rất là to lớn luôn, và ôm lên cục đá mà sống quý vị. Mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành nha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Em chào chị nha. Dạ. Vậy là bao lâu chị mới lên đây chị? Em sáng là em xuống ruộng. Dạ. Là chưa khoảng 10 giờ 11 giờ em lên tới đây. 3 giờ 4 giờ em xuống về đi ruộng. Vậy đó hả chị? Dạ. Vậy thì ở đây sao chị không có mua bán nước nâu gì sao chị? Anh đây chứ bán chi, để cho bà con mình làm chỗ mình thắp nhang bà đó. Dạ. Chứ để mình cho bà con vô thắp nhang đi, chứ mình buôn bán làm gì anh? Không buôn bán luôn ha. Dạ. Như vậy thì chị cảm nhận được như thế nào, các vị đây độ mình vậy là đủ sống à hay sao vậy? Dạ, thì ông bà đổi cho em mần ăn cũng được, em mần gì cũng được, trúng hết trơn nhé. Vậy hả? Dạ, tới mùa bích em trúng bích, rồi tới mùa dâu em trúng dâu anh, mùa măng em trúng măng. Cho nên là chị chỉ là lên đây để mà cung phụng các vị cho thôi. Cho bà đổ dạ. Dạ bằng ăn cho em giàu khá. Trước giờ là chị cũng đâu có thỉnh tượng về đây hả chị? Trước khi em thờ không à, chứ sau này không biết chiến nào khách đem lên em không biết nữa. Vậy đó hả? Vậy là dạ. Tự chị thờ không? Thờ là chị thờ ông bà thế dạ, ha? Dạ thờ ông bà phước mặt phước mày đây đó anh. Nhưng mà ông Diễn Bá sống đời với ông Phật Chùm gì đó, em thờ ổng gì đó. Dạ. Rồi khi mà chị thờ như vậy đó thì hiện giờ tự nhiên bà con đem tượng lên trên đây như vậy nè, thì chị biết các vị này là ai không? Em cũng không biết nữa anh.
Chị cũng không biết luôn. Không biết luôn, tại em tới giờ này mới lên tới nè. Vậy hả? Dạ. Là... giờ này em lên tới rồi cỡ khoảng 3 giờ, 4 giờ em xuống đi nữa rồi. À vậy ha. Dạ. Đây em xin giới thiệu chị, đây là mẹ Diêu Trì Phật Mẫu nè chị. Dạ. Ha. À, mẹ đứng trên đó là cái hình đó là trái đất là mình đang ngồi đang sinh sống ở đây nè. Yeah. Đó, mẹ đang bồng ẩm mình đó. Yeah. Thì có cái hình trái đất. Còn bên đây là mẹ Nam Hải, còn được gọi là mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Yeah. Ở yeah. nơi nào có khổ nạn đó thì yeah. có mẹ thì yeah. sẽ cứu giúp. Yeah. Còn đây là năm mẹ ngũ hành nè chị. Yeah. Yeah. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Yeah. Đó, năm mẹ này là xoay chuyển càng khôn. Yeah. Nha, cũng giúp đỡ cho bà con. Yeah. Cho nên thường thường á thì bà con rất là tin tưởng yeah. Các vị này cho nên đã đem đến đây. Yeah. Thì bây giờ thì em cũng cảm ơn chị. Yeah. Và chúc cho gia đình chị có nhiều sức khỏe ha. Yeah, và yeah. làm ăn thuận lợi. Yeah. Và kính thưa quý vị, Châu Phú sẽ mời chị đọc bài cúng hàng ngày nha quý vị, để mà gửi đến quý cô chú anh chị. Sau khi mà chị lên đây chị cầu nguyện, chị cúng như thế đó, thì là gia đình thuận hòa thuận thảo, làm ăn tuy gần trái cây nó xấu nó không đẹp quý vị, nhưng mà cầu nguyện bán cũng được giá. Được giá, em bán đây một ký có khi nói cho cây em thấy như không có tốt mấy, như ông bà đổ cho em bán là có khi một ký 50-60 ngàn. Trời ơi quý quá ha. Dạ, thấy đơn sơ là giao em vậy đó là em vẽ hàng tấn. Dạ. Đó anh. À quý quá quý vị. Dạ. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Mà ngồi đó mình ngồi buồn buồn á, tu măng năm nay chứ ít gì á. Ngày nay thấy măng ít gì ông bà ơi, độ đi chắc măng ít. Thấy sáng ra vô hàng tấn vậy. Dạ. Dạ, em thì em tin tưởng chỗ này, em tin dữ lắm. Ở em thành ra em gán. Dạ, cảm ơn chị, chúc chị sức khỏe bình an nha. Dạ. Vâng, và kính thưa quý vị, không để quý vị chờ lâu nữa. Mời quý vị vào xem video. Thì cách đây khoảng chừng 30 năm thì ở đây còn là rừng không à, trên 30 năm rồi. Thì không phải là cái đường đi ngày hôm nay mà cái đường đi đường dưới á, cái đường dưới đi bộ đi ngược lên. Thì tôi nói ở đây cộng đồng mạng mà các chú các bác cách đây khoảng 20-30 năm thì biết con đường đó hết. Thì đi lên thì lên thì qua đây thì cũng quý vị các chú các bác kể là ở trên trước có dẫn về đây giữ lại di tích lịch sử rồi giếng nước Đức Phật Trùm. Đức Phật Trùm ở đây ngồi tịnh tu mà nước thì từ trong cái giếng này tiết ra. Dạ, giếng ở đâu chú? Cái giếng kế bên Châu Phú đó. Rồi vậy chú có thể dẫn lại để quay cho bà con xem luôn hết chú. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Và vâng, kính thưa quý cô chú anh chị, chú Út ngày xưa đó là đi về núi non đi tìm những thuốc nam để cho chú Sáu Mâm quý vị để mà hút thuốc cho bà con. Nhưng mà cũng nghe chú bác kể lại thì tiếp tục nữa thì Châu Phú mời quý vị và các bạn đến với giếng nước Phật Trùm nha quý cô chú anh chị. Đây giếng nước Đức Phật Trùm. Thì thưa chú, tại sao bà con lại gọi là giếng nước Đức Phật Trùm là như thế nào? Có nghĩa là cái giếng nước này là nó một cục đá nó hẫm xuống thì nó chứa đựng nước, nhiều nước. Dạ. Thì ở đây thì nó giống như một cái giếng nhỏ thôi, Đức Phật Trùm ngồi đây thì nhờ nước này để sinh hoạt hàng ngày cho ngài tịnh tu ở đây. Cho nên ngài thành Phật hiệu danh hiệu là Phật Trùm. Cái giếng nước này của ngài sẽ từng sử dụng đầu tiên, cho nên nó dính liền là gọi là giếng nước của Đức Phật Trùm. Vậy hả chú? Vậy là dạ. Chú có thể chia sẻ đó là Đức Phật Trùm là ai chú? Dạ, Đức Phật Trùm là quê hương ngài ở Tà Lôn Tà Lăng đó. Tên của ổng là tên gì tôi quên rồi, hay như tên tiếng người Khmer thì tôi không nhớ rõ. Dạ. Nhưng mà người Việt mình gọi là Đức Phật Trùm. Dạ. Thì ngài quê hương ở Tà Lôn Tà Lăng. Thì tôi nghe kể lại thôi, vì ngài đến đây là ngài đã trăm mấy chục tuổi rồi, làm sao tôi biết trước được, tôi mới mấy chục tuổi thôi. Dạ. Chúng nghe sự truyền miệng kể lại, chính ngài đắc đạo ở đây, ngài ngồi trên chiếc tàu cao đây, ngài bay về bên núi Dài Văn Liên, ngài đáp xuống một cái điện mà bà con ta thấy ta đặt điện tàu cao đó, là kỷ niệm của ngài đó. Vậy là... là từ đây. Vậy là ngài từ ở bên núi Cấm này, okay. Mà ngài bay về bên... điện tàu cao. Điện tàu cao. Là tới bây giờ bà con thường hay đặt là điện tàu cao luôn tàu đó hả cao chú? Tàu cao đó, ngày đáp lại tại đó. Dạ. Yeah. Cũng rất là đặc biệt hả chú. Và chú ơi, Đức Phật Trùm á là tại sao người ta lại gọi ngài là Phật Trùm mà chú? Câu chuyện đó như thế nào hả chú? Cái này Út cũng chưa rõ. Dạ. Nói chung là coi chú có một lần nghe chú bác kể lại rồi cái đó, nhưng mà Út thì nhớ không rõ nên Út không có dám lặp lại các bạn thực chế thức người ta biết, ta nói Út nói dốc nói láo nữa. Dạ. Yeah. Mình chỉ nhớ mang máng thôi. Dạ, yeah, con cảm ơn chú Út, chúc chú Út sức khỏe ha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý cô chú anh chị, đây là giếng nước của Đức Phật Trùm và bây giờ thì Châu Phú sẽ tìm người dân ở đây quý vị để mà chia sẻ đến quý cô chú anh chị
tại sao mà giếng nước Đức Phật Chùm. Và nghe nói là giếng nước này lúc trước cũng bà con ở đây rất là khan hiếm nước đến đây để mà thỉnh nước về uống vậy, và có người tin tưởng thỉnh nước về để mà giúp bệnh. Thì cho câu chuyện như thế nào cho Phú mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành nha. Có đặc biệt một điều nghe chung, dạ. Ở đây cái giếng nước này sợ mầu nhiệm sau khi mà Đức Phật đã rời khỏi giếng nước này rồi ha. Dạ. Thì cái rễ cây này chung chùm qua luôn đẩy giếng nước lại. Dạ. Sau khi chủ đất đến về đây rồi nãy nhà thì ở trên mách bảo chủ đất kêu mà phá rễ cây này để gìn giữ lại đó. Dạ. Và nói chủ đất biết. Dạ. Chủ đất mới chặt cái rễ cây để mà đưa cái giếng lên lại. Dạ. Cái đó là sự mầu nhiệm. Rồi cảm ơn chú Út, chúc chú Út sức khỏe bình an nha. Anh làm ơn cho em hỏi cái cây này vậy là sống ở đây là lâu năm chưa anh? Cây nãy hả? Dạ. Thôi mình ở đây giờ mình biết nó chừng cỡ 40-50 năm rồi đó. 40-50 năm ha. À, thì mình thấy nó cũng vậy. Anh em nghe ở đây á là gốc tích là ngày xưa bộ Đức Phật Chùm về đây ha. À. Thì theo mà anh nói vậy cũng như là anh cũng biết không? Dạ. Mà nhưng mà có nghe người ta nói vậy. À, nghe là Đức Phật Chùm, em nghe nói là về đây Đức Phật Chùm gì đó. Nghe nói là tàu cao á, là ngày ngồi ở trên cái tàu cao và bay qua bên núi bên kia. Nhưng mà em nghe bà con kể gì, bởi vì em tới đây thì khi mà anh chở về đây là cây cổ thụ này đã có sẵn ha. Nó có mấy chục năm rồi. Mấy chục năm ha. Cái này cũng như là mình nói ra thì mình biết làm sao, mà như mình nghe kiểu mà người lớn nói á. Dạ. Thì mình nghe lại thôi, ôi là kêu cái giếng Phật Chùm gì đó. Vậy thì nước giếng ở đây vậy? Nó vậy đó. Vậy là bà con người ta có lại thỉnh nước này để mà tắm hay là uống hay là như thế nào không anh? Có lúc trước thì mình rửa sạch, có. Dạ. Như mình xúc mình múc cho sạch, kẻ cho mình rửa trên đá cho người đó. Dạ. Cái ngày có. À là. Lúc trước cũng uống đây luôn. À. Lúc trước á, uống đây. Rồi bây giờ sao anh không làm lại giống như cái những cái mẫu chuyện cốt truyện đã có sẵn, và cái khu này em thấy cũng rất là linh thiêng nè anh. Ở đây em thấy đặc biệt có những cái cây này là linh thiêng lắm rồi nè. Ha, ôm trên tảng đá mà sống rất là tươi tốt luôn. Ha. Nắng mưa cũng vậy đó, cũng dạ. Tươi tốt vô luôn đó. Dạ. Em thấy nè, thiết nghĩ anh hiện giờ anh đang múc nước này để làm gì anh? Múc xong mình chứa lại tứ quýt. À, anh chứa lại tứ quýt ha. À, là múc mình còn đổ trọng tứ quýt. Nước ở trên đây mắc ghê không anh? Nói chung ra kiểu nước trên này thì eo hẹp lắm, mà cái như kiểu mình cần kiệm cho mình để dành tứ cái vườn cây đó. À. Cái nước thì cũng hiếm. Nhưng mà nguồn nước này có hoài không anh? Nó mưa thì có hoài, mà được cái ví dụ mình nó này cái ổ đá này mà trong trường hợp tới mưa xuống cái năm tới mà hạn 2-3 tháng vẫn còn đó. À ha. Nếu ví dụ mình không múc. Dạ. Nó giật giật mà như cũng còn. Cũng chứ, còn ha. Có khi nào mà anh múc rồi tự nhiên nó tràn lại không? Có mưa thì tràn lại, không mưa. Không rồi cảm ơn anh ha. Tại vì rồi. Á là những cái rễ cây nè em nghĩ á, là sẽ nhả nước qua anh. À, rất là đặc biệt nha quý cô chú anh chị. Đây là giếng nước của Đức Phật Chùm nha quý vị. Cái này dạ. Nước ở trong ra rồi. Thì nó cái rễ này nó ôm hết qua đây luôn á. Vậy hả? Ờ cũng như là nó đi qua đây luôn chứ không phải là nó nằm vậy mà như mình xài mình lấy nước cho mình xài đủ kia trước kia đó. À. Đúng ra là nó hết luôn chứ không phải nó rễ nó nhiêu đó. À vậy là cái rễ bao phủ qua đây luôn ha. Bao phủ luôn chứ không phải. Dạ. À cô này cũng đi múc nè hả? Này vợ anh hay vậy? Chị. Em hả chị hả? Chị kia là vợ hả? À vậy ha. Cảnh đầu thì anh. Em là Châu Phú nè. Châu Phú hả? Dạ. Múc đi tắm hay vậy cô? Này. Em thấy là anh là chừng nữa sẽ chà rửa này sạch sẽ anh. Lấy cái nguồn nước này để mà mình xài luôn, mình thay vì mình mua bồn mình chứa vậy đó. Anh lấy nguồn nước này anh xài luôn, em thấy im lắm á. Dạ chào cô. Thì đó. Chào cô. Đi lại đây thỉnh nước này có uống lần nào chưa cô? À cô ơi. Cô này cô hiểu con tiếng Việt hiểu không? Hả? Biết không? Không biết hả? À cô này không biết nữa. Hồi trước ông bà lên đây hồi trước khi á thì nước đây uống ăn uống xài kêu chiến đá xuống đời hồi xưa chờ vậy đó. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Em chào chị ha. Dạ chào anh. Thì chị hôm nay em trở về đây đó thì dạ. Em gặp là bà con
bưng nguồn nước này nè. Thì em hỏi thăm thì được biết đây là giếng nước của Phật Chùm. Dạ Phật Chùm, đây là nhằm bò kêu Phật Chùm, nhằm nước dưới hồi xưa giờ á ta kêu giếng đá sống đời. Dạ. Rồi nhằm bò ta vô nhập đây huyết dưới kêu bằng Phật Chùm. Dạ. Chứ mà đây hồi xưa giờ thì nước này bà con sống tại đây. Dạ. Sống tại đây, uống tại đây, ở trên núi này chỉ ra có lỗ đá này thôi. À. Lỗ đá giếng đá sống đời. Giếng đá sống đời. Dạ. Ha, và dạ. Cũng có đoàn kêu là giếng nước Phật Chùm. Giếng Phật Chùm. À, giếng Phật Chùm. Dạ. Như vậy thì người ta có đến mà người ta thỉnh nước này để mà ta đem về uống không vậy? Có thỉnh vô, có khi xin cái chai nước á. Dạ. Xin trái không á, múc đi nói nhằm người về lại nói ủa cô ơi tôi cảm ơn nhiều, đi uống rồi là hết bệnh. À vậy đó hả? Dạ. Cũng đặc biệt hả chị? Dạ. Chị có biết là Phật Chùm không chị? Là biết. Dạ, Phật Chùm là sao hả chị? Phật Chùm đó là ông Phật hồi trước ở bên chùa đây, ta kêu Phật Chùm đó là linh lắm. Dạ. Ông là linh hồi xưa giờ ta kêu đặt tên ổng là Phật Chùm này là ổng mình xin gì được nấy. Dạ. Dạ, mình muốn xin làm ăn tải lập mãi kia cũng được lắm anh, trên này. À. Ông Phật Chùm này đó. Là đất Phật Chùm ha. Dạ. Và chị có nghe kể là em nghe bà con kể rằng ngày là từ bên núi Cấm này nè đã lên tàu cao bay qua bên núi Dài Dặn Liên, thì chị có nghe kể cái mẫu chuyện đó không? Dạ nghe mà chứ em không được mà nghe nhiều tại em mắc công chuyện làm ăn ít. Dạ chị là người dân tộc hả chị? Dân tộc Khmer ha. Dạ em tại Chi Tôn. À ở Chi Tôn. Chi Tôn An Giang. À chị nếu mà chị là người dân tộc Khmer là đương nhiên chị phải là tin tưởng 100% về đức Phật Chùm mà. Dạ, 100% ông Phật Chùm. Dạ. Dạ. Vậy đó ha. Dạ. Rồi chị mỗi lần gặp khó có cầu nguyện ngày không? Dạ có, em cầu nguyện ở mỗi ngày ở đây đó, thì hồi trước khi nhà đình em cũng nghèo lắm. Dạ. Trong nhà đình em á, hai vợ chồng em bằng ăn là không có gì hết trơn á, bắt tay xin nhau lại bằng ăn là em được là vô đất đây là rồi đó. Dạ. Là chứ em cầu nguyện ra thấy bà con đi giếng á, lên cầu nguyện xin gì đó. Dạ. Chứ em đây là em thắp nhang em xin nói ông bà ơi ở đây nếu mà ông Phật Chùm với ông viên đá sống đời đó. Dạ. Nếu mà ông ở đây linh thiệt ông phải cho em bằng ăn giàu khá với người ta đi chứ em con khổ quá. Dạ. Chứ giờ giúp cho con bằng ăn giàu khá đi ha, sau này con cùng thì cảm ơn bà đây chứ em bằng thấy càng tốt đẹp ha. Dạ. Dạ. em càng tốt, em càng là em thấy là mình nói ra là mình phe, mình không phải phe là chứ em cũng đỡ dữ lắm anh. Đỡ lắm ha chị. Dạ. Dạ. Cũng từ ngày mà chị hiểu được ở đây, chị biết được ở đây, chị về chị chăm sóc ở đây bắt đầu là chị. Dạ em là em tốt luôn. Dạ. Chứ mặn mùa nắng á, nhằm khi người ta chưa có nữa, em có vài trăm ký rồi. Dạ. Dạ linh thiệt. Em cắt cái miễu này nè, có đoạn vô sinh. Dạ. Cô cắt đi rồi cô chừng nào á cô cắt được cái miễu nữa. Dạ. Và cô mặn ăn rất là tốt mà em tin nữa. Bắt đầu từ đâu và chị nhận ra đây là nơi kỷ niệm của Đức Phật để lại, bắt đầu từ đâu? Em thì người dân tộc Khmer, chứ em nhỏ tuổi nữa em không biết gì hết trơn, chỉ ra là em thở gì thôi, thắp nhang xin ông bà mặn ăn thôi, nói ông bà ơi ở đây ông Phật Chùm với ông viên đá xuống đời đó. Dạ. Em ở con ở tại đây xin cho con mặn ăn giàu khá với người ta, giờ con nghèo khổ quá con gái gì đó rồi con mặn thấy tốt dữ lắm. Hay ha. Dạ. À, giếng nước này là gia đình anh chị vẫn xài bình thường ha. Vẫn xài chứ không phải tụi em con luôn. Dạ. Chứ hồi trước cả cái núi Cấm này nè lên tại đây từ đâu á múc nước đây xài. Dạ, dạ. Xin dạ. Xài. Dạ, à, chị là mời cho em hỏi khi mà chị trở về núi làm măng rồi đó thì em nghe bà con nói là thường thường người ta hay gặp gích gắn rồi đó, chị có từng gặp không? Trời ơi có khi gặp có khi không anh, chứ ở tại đây không từng có. Vậy ha. Nói ra nói bậy, chỉ ra mình vô rừng lớn mình thấy con này con kia thôi chứ. Chứ ở đây là không có hay gì? Đây đâu có gì đâu anh, bình thường. Ngày đêm nít chơi đây cũng không có gì hết trơn anh, bình thường. À rồi chị khi mà chị sống ở đây nè, chị có thấy được cái vị nào hay là Phật pháp nhiệm màu không? Chị có thấy vị nào ẩn tu ở núi non này không? Cái vụ đó em không biết, mà như em nằm trên bao đây chứ con em á, đứa nhỏ á. Dạ. Nếu mà vô đây mình la nó nói ừ vào ơi, con đừng phá đây hen, nó về nhà nó thấy à. Dạ. Thêm bà đây đi á. Gì nó ha? Kêu nó sao mà con vô phá của chủ người ta, chủ người ta mới thắp nhang ra đó. À. Nó nói con của con bà Vinh. Rồi nó nói mẹ trả lời với con lại nó không phải, chủ người ta mới thắp nhang ra đi á. Vậy
Dạ. Rồi nó sợ nó nghĩ dám lên luôn. Là mấy đứa là con hay là cháu? Con ruột. Con ruột của chị. Con thứ út luôn. À nó lên đây nó chơi. Lên đây chơi chứ nó chạy phá cái giếng ha, chạy dọc nước dọc gì đó. Dạ. Rồi dọc đây chơi mình la. La nói: "Dạo ơi, con đừng có phá con. À, chừng té nãy kia dơ lắm con." Đi về nói: "Mẹ ơi, thấy bà đẹp đẹp lắm." Dạ. "Ở tại đây nè thấy sư cô chứ bằng đồ đẹp lắm mẹ ơi, bằng đội cái gì nó kêu cái đội trên đầu giống cái mão ha, giống trong à giống mẹ." Dạ. Nó nói: "Mẹ con nghỉ đi rồi, con đi là mẹ nói con la con một tiếng là tối lại con thấy." Dạ. "Con thấy nó con thấy sao?" Nói: "Thấy bà đẹp lắm, chứ ông bà đó có ông có bà luôn bằng đồ trắng nãy kia đó." Dạ. Nói: "Ủa sao con lại phá đây vậy? Chủ người ta mới ra đi sọt, sao con đừng phá chỗ người ta?" Dạ. Nói trả lời nói: con của bà Vinh." Nó: "Không phải, chủ mới thắp nhang đi đó." Vậy hả? Rồi nó nghĩ dám lên này. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Cảm ơn chị rất nhiều ha. Dạ. Chúc chị cùng với anh có thật nhiều sức khỏe. Dạ. Để mà chăm lo nơi này và tinh tấn trên bước đường tu hành. Dạ. Làm ăn thuận lợi. Dạ, em nằm thấy. Dạ. Em nằm thấy nè, sư cô rồi đủ thứ hết trơn. Dạ. Ở tại đây nhất luôn. Mà cỡ 1-2 tháng cho em thấy một lần. 1-2 tháng cho em thấy một lần nhiều lắm anh ơi. Mà ta có nói chuyện không chị? Nói. À. Nói với người ta, nói với em một tiếng thôi. Dạ. Bao nhiêu người ta nói ta tu ta thắp nhang thắp gì trong ta nói của người ta đây. Dạ. Mình không hiểu được ha. Con không hiểu được mà cả sồn như hôm hai. Chứ sư cô nãy kia có trẻ có đủ cỡ hết trơn á. Ở đây tu nhiều lắm. Dạ, ta tu người ta thắp nhang rồi của người ta thấy làm đẹp đẹp quá. Vợ em nói bình đầu tiên em nói thôi đi vô đất chút coi. Vô nhà chút coi ha, đi tính đi ngang đó. Dạ. Thôi vô đắt chút đi. Rồi tới vô. Ủa sao mấy sư cô này ở đây với mấy ông ở đây nhiều dữ vậy? Ta nói trời chỗ tu mà. Dạ. Ta nói gì á mà như em cỡ 1-2 tháng thấy lần. Ồ, cho em thấy lần. Cũng đặc biệt ha. Dạ. À chị có thể chị là người dân tộc Khmer, chị có thể gửi lời chào đến bà con bằng tiếng của chị không? Dạ có. Rồi vậy em chị kêu tên của em đó. Vậy ha. Dạ, bây giờ chị gửi lời chào bằng tiếng Khmer với em nè, cộng đồng dạ, với bà con nè. Dạ. Đang nghe luôn nè. Em chào với mấy ông bà trong này đó ha. Không, với em nè, với đây nè, huynh đệ đây. Dạ. Nè. Rồi, dạ, mời chị. Xin đây anh. Dạ. Smrip su. Vâng. Dạ. Cái đó là ý nghĩa như thế nào chị? Là smrip su là xin chào. À vậy ha. Dạ. Rồi khi mà mình cúng ông bà bằng tiếng người dân tộc Khmer, dân tộc Khmer chị, mình cúng ở đây nè. Chị dạ, cúng chị kia giấy như thế nào? Em giấy em á, chắc từng chắc đại lục ta, dơi mai so mai khmer, dư lục ta nào nâng nẹ sạch chăng nào nâng, chui tam tha xa con cha rô si chè ban con thơ ấy ban, nâng con thơ ban, nâng con thơ, thơ tích ban tròn con thơ một cái ban một cái nâng con, bác con sẽ đắm kiệp bác con. Ai thời bạn nó con bà con đáp chơi thờ con giờ ấy con bà con đáp kia con Rosie chơi ban thơ sai ban sai thầm ca ban ca thời bạn luôn. À vậy hả? Dạ. Vậy là ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa nói ông bà phất mặt đây. Dạ. Tiếp đổ cho con cháu bằng ăn bằng gì được nấy, bằng gì được nấy, giúp cho con của con á, nghe lời của mẹ ba hiểu. Ừ, mẹ ba nói gì nghe lời nấy, mừng ruộng được ruộng, mừng rẫy được rẫy, mừng gì được nấy. Cho, hay ha. Dạ, cho mừng giàu khá với người ta, đừng cho em nghèo khổ nữa. À, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Rất là đặc biệt ha. Dạ, bởi thành rất ra là thành tâm quý vị. Có khi bằng đêm em nằm thấy liền. Dạ. Dạ, nói em vô lao chuỗi nãy kia cùng em giai xin ông bà. Nói ông bà ơi, cho con xin lao chuỗi cho sạch sẽ cho ông bà là sáng ánh với người ta. Dạ. Chứ không chơi dơ giấy. Ngày nào con lên con xin chuỗi chỗ lao chỗ cho ông bà ở. Dạ. Cho khỏe. Vậy là chị rất là tin tưởng ở. Dạ. Nơi này Linh. Dạ. Thiên. Em lao một đó hết một khăn ướt rồi đó, em giặt rồi em phơi rồi lấy khăn này em lao một cái nữa. Quá luôn, quá kỹ. Bởi vì ông bà cha trời mẹ đất cũng độ cho chị. Dạ. Đức Phật chồng cũng độ. Rồi chúc hai ông bà mạnh khỏe bình an vui vẻ nha. Dạ, trên dạ. Thuận với quà và Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ.